Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin hôm nay. Các bạn nhớ nhấn vào nút đăng ký và biểu tượng chiếc chuông bên cạnh để đón nhận những thông tin thú vị và mới nhất từ kênh của chúng tôi các bạn nhé. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với phần tin chi tiết trong bản tin của ngày hôm nay. Mối ân oán tình thù giữa Trương Mạn Ngọc và Chung Sở Hồng, Từ Hảo tỉ muội chỉ vì truyền thông gài bẫy mà cạch mặt 16 năm. Chung Sở Hồng và Trương Mạn Ngọc từng là cặp chị em cực kỳ thân thiết trong làng giải trí, vậy nhưng chỉ vì một câu nói được cho là do truyền thông gài bẫy, cả hai không còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp như xưa. Showbiz là nơi đấu đá tranh giành quyền lợi lẫn địa vị gay gắt với sự quan tâm chú ý của đông đảo công chúng, rất nhiều huynh đệ hảo tỉ muội trong giới trở mặt thành thù chỉ vì lợi ích cá nhân, những mối quan hệ chồng chéo. Nói đến mối ân oán tình thù căng đét của làng giải trí Hoa ngữ, chắc chắn không ít người hâm mộ theo dõi showbiz Hồng Kông sẽ nhắc tới Chung Sở Hồng và Trương Mạn Ngọc. Đều sở hữu vẻ đẹp sắc nước hương trời, lại từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông và đạt được nhiều giải thưởng cao quý về diễn xuất. Thế nhưng, ít ai biết được hai người từng là cặp chị em thân thiết trong giới lại quyết định cạch mặt nhau. 16 năm ồn ào với đủ mọi thuyết âm mưu, giờ đây khi lật dở lại quá khứ, netizen càng thêm tiếc nuối cho tình bạn của họ. Chung Sở Hồng sinh năm 1960 trong một gia đình nghèo khó đông con ở Hồng Kông. Năm 19 tuổi, cô nàng đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vừa ngọt ngào vừa gợi cảm. Nhờ sự cổ vũ của mẹ, Chung Sở Hồng quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Với vị rùa đỉnh cao, Chung Sở Hồng nhận được kỳ vọng cao cho ngôi vị quán quân, nhưng chỉ vì lý do không quen đi giày cao gót, cô chỉ đành ngậm ngùi dừng lại ở top 4. Trắng tay trong cuộc thi sắc đẹp lại bị đài TVB từ chối khi thử vai. May mắn thay, Chung Sở Hồng được Lưu Tùng Nhân giúp đỡ ký hợp đồng với công ty quản lý Thiểu Thị. Bước chân vào showbiz được 2 năm, cô tham gia nhiều bộ phim như Câu chuyện của Hồ Việt, Trái tim phụ nữ, Bắt tinh báo tin vui và dần dần nổi tiếng trong giới điện ảnh. Năm 1983, Chung Sở Hồng được đề danh cho giải Anh hậu Kim Tưởng nhờ bộ phim Cà phê Bạc Hà. Cũng trong năm 1983, Trương Mạn Ngọc tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông nhưng không đạt được vương miện. Thế nhưng, khác với Chung Sở Hồng, với vẻ ngoài hoàn hảo, khí chất hơn người, cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Vương Tinh. Năm 1984, Vương Tinh quay bộ phim Hoàng tử Ếch Xanh. Chung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc nhờ hợp tác chung tại phim trường nên quen biết, đều là nữ chính trong phim và đều hụt ngôi vị Hoa hậu Hồng Kông. Hai mỹ nhân này nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau. Họ thường xuyên cùng đi ăn, dạo phố, trở thành hảo tỉ muội nổi tiếng tại Hồng Kông. Khi được hỏi về bản thân trong showbiz, Trương Mạn Ngọc không hề do dự trả lời. Là Chung Sở Hồng, cô ấy hợp tác với tôi trong bộ phim đầu tay. Cho tới bây giờ, tình cảm này vẫn vô cùng sâu sắc. Năm 1989, Chung Sở Hồng thắng đậm trên bước đường sự nghiệp khi được đề cử Anh hậu cho hai giải thưởng danh giá là Kim Tưởng và Kim Mã. Đồng thời, cô đoạt luôn giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong triển lãm ảnh châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ đó, Chung Sở Hồng trở thành nữ thần phái thực lực đình đám của Hồng Kông. Trái lại, Trương Mạn Ngọc chưa có gì trong tay, mới chỉ là một diễn viên chập chững bước vào showbiz, được ví như viên ngọc thô chưa được mài giũa. Thế nhưng, với sự nâng đỡ của công ty quản lý, Trương Mạn Ngọc dần trở nên nổi tiếng. Cô liên tiếp hợp tác với Chung Sở Hồng trong các bộ phim như Nguyệt Lưỡng, Tinh Tinh Tái Dương, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Cặp hảo tỉ muội này không ngừng bị giới truyền thông Hồng Kông so kè từ nhan sắc tới diễn xuất. Chung Sở Hồng gây bão làng giải trí Hồng Kông với bộ phim Câu chuyện mùa thu. Với má lúm đồng tiền duyên dáng, nụ cười tỏa nắng, cô trở thành người tình trong mộng của hàng triệu đấng mày râu lúc bấy giờ. Thậm chí ngay cả ca ca Trương Quốc Vinh cũng khen ngợi. Tôi cảm thấy cô ấy thật xinh đẹp. Báo chí Hồng Kông hết lời tán tụng. Hồng nhất không hơn Chung Sở Hồng, phất nhất không hơn Châu Nhuận Phát. Ý nói không ai hot hơn Chung Sở Hồng, không ai phát đạt bằng Châu Nhuận Phát. Không cam lòng thua kém bản thân, Trương Mạn Ngọc nói với đạo diễn, em muốn nỗ lực đóng phim, em muốn làm ảnh hậu. Thế nhưng, những gì cô nhận được lại là sự cười đùa. Mặc dù em rất nổi tiếng, cũng rất xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có diễn xuất. Không ngừng rèn luyện diễn xuất, năm 1988, Trương Mạn Ngọc cuối cùng cũng được khán giả công nhận nhờ bộ phim Vườn Xác Ca Môn, thoát khỏi cái bát bình hoa di động. Thế nhưng lúc này, theo sự thành công của cả hai, tình chị em giữa Trương Mạn Ngọc và Chung Sở Hồng cũng dần rạn nứt. Vốn là người kiến tiếng, khi hẹn hò với đại gia Chu Gia Đỉnh, Chung Sở Hồng không công khai mối tình này, nhưng vì tin Trương Mạn Ngọc, cô đã chia sẻ nhiều kỷ niệm ngọt ngào của hai người với hảo tỉ muội tin tưởng nhất cho biết. Thế nhưng ai ngờ, khi trả lời phỏng vấn, Trương Mạn Ngọc dường như cố tình tiết lộ bí mật tày đỉnh của Chung Sở Hồng một cách công khai. Tuy rằng không sống chung, nhưng cô ấy thường xuyên qua đêm ở nhà bạn trai. Thông tin này khiến công chúng bàn tán xôn xao, mối tình của Chung Sở Hồng và Chu Gia Đỉnh cũng được lan truyền rộng rãi trên khắp các mặt báo. Chung Sở Hồng vô cùng tức giận vì bị phản bội bởi chính người chị em thân thiết của mình. Sau khi cạch mặt bản thân, Chung Sở Hồng cũng chẳng phải tay vừa khi cũng vô tình cho biết Trương Mạn Ngọc và đạo diễn Nhĩ Đồng Thăng đã tính tới chuyện hôn nhân. Đây là thông tin hoàn toàn gây sốc cho làng giải trí xứ Cảng Thơm bởi chuyện hẹn hò của mỹ nhân họ Trương vô cùng ít ỏi. Điều này khiến Trương Mạn Ngọc cảm thấy mình bị bán đứng, mâu thuẫn giữa họ gay gắt đến mức tới tận khi Chung Sở Hồng quyết định rời khỏi showbiz, cả hai vẫn không hề qua lại với nhau. Cạch mặt không đả động đến nhau trong suốt thời gian dài, vậy nhưng cuối cùng tình chị em lại được nối lại theo cách không ngờ. Khi đó, nghệ sĩ Diệp Thiến Văn tổ chức một bữa tiệc mời cả Chung Sở Hồng, Trương Mạn Ngọc nhưng không cho cả hai biết điều này. Tại đây, Trương Quốc Vinh đứng ra làm người hòa giải. Khi gặp mặt, bầu không khí gượng gạo bao trùm khắp khán phòng. Dù rằng cố gắng tươi cười rạng rỡ với nhau, song cả hai chị em được cho là diễn với nhau để tránh bị truyền thông đưa tin gây ồn ào. Cười nói tại bữa tiệc, vậy nhưng trên thực tế cả hai chẳng thể quay lại mối quan hệ thân thiết như xưa. Chung Sở Hồng từng tiết lộ trước báo giới, cả hai dù cố gắng hòa hoãn, xóa tàn ẩn oán năm xưa nhưng lại không thường xuyên gặp mặt. Có thể thấy được hảo tỉ muội ngày nào đã coi nhau như người xa lạ, đối xử khách sáo với nhau. Về mối ẩn oán giữa Trương Mạn Ngọc và Chung Sở Hồng, Trương Quốc Vinh từng chia sẻ trên sóng truyền hình. Thực ra tôi cảm thấy chính giới truyền thông đã làm cho họ bất hòa. Năm đó, Chung Sở Hồng và Trương Mạn Ngọc là hai trong số 4 mỹ nhân hàng đầu Hồng Kông. Hà Ngọc Phương Hồng là Lâm Thanh Hà, Trương Mạn Ngọc, Mai Diễm Phương và Chung Sở Hồng lại là bản thân một cách hiển nhiên. Họ trở thành đối tượng được giới truyền thông chú ý. Hơn nữa, họ lại có nhiều điểm chung trong quá khứ nên thường xuyên bị lôi ra so kè với nhau. Không chỉ vậy, phân tích lại tình cảnh năm xưa, netizen cho rằng báo chí Hồng Kông thường xuyên bịa đặt một số tin đồn như Chung Sở Hồng chê Trương Mạn Ngọc ăn mặc quê mùa, Trương Mạn Ngọc tiết lộ tính cách của Chung Sở Hồng không tốt. Khi thấy những tin đồn này, hai nữ diễn viên không tìm nhau trò chuyện để tháo gỡ khúc mắc, nói rõ tin đồn, tình bạn của cả hai vì thế mà dần rạn nứt. Mâu thuẫn giữa họ lên tới đỉnh điểm khi Trương Mạn Ngọc tiết lộ tình yêu của Chung Sở Hồng và Chu Gia Đỉnh. Nhiều năm sau, Trương Mạn Ngọc cũng thừa nhận hành động này của cô là không đúng. Tuy nhiên, có thông tin cho biết, khi đó giới truyền thông đã lợi dụng sự thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy của Trương Mạn Ngọc để cố tình lừa cô, tiết lộ việc này. Trong lúc vô tình, cô đã rơi vào cái bẫy của các phóng viên và đánh mất tình chị em thân thiết năm nào. Trong một show truyền hình, Trương Mạn Ngọc cũng giải thích nguyên nhân khiến mối quan hệ của họ trở nên xa cách. Vì có kẻ trông ngòi ly gián, hơn nữa ít hợp tác trong phim ảnh, không có chủ đề chung, quan hệ sẽ trở nên xa lạ. Ở thời điểm hiện tại, cả hai nghệ sĩ đã có cuộc sống riêng. Chung Sở Hồng và Trương Mạn Ngọc giờ đây ít mặn mà với giới showbiz, một phần vì tuổi tác của hai người cũng đã cao. Về cuộc sống cá nhân, Chung Sở Hồng sau khi kết hôn với đời gia Chu Gia Đỉnh đã quyết định không sinh con. Không thể ngờ rằng ông xã cô lại qua đời vì bệnh ung thư dạ dày. 13 năm qua mỹ nhân lẻ bóng một mình, tuy nhiên mỗi lần xuất hiện, Chung Sở Hồng khiến cả xe buýt phải choáng ngợp trước nhan sắc của mình. Về phần Trương Mạn Ngọc, người đẹp khiến công chúng xót xa với cuộc sống một mình không lập gia đình, lại rất ít bạn bè và người thân. Nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm với đạo diễn người Pháp tên là Olivier Assayas. Thậm chí Trương Mạn Ngọc còn sang Pháp xây dựng gia đình. Vậy nhưng sau đó, nữ diễn viên đau khổ vì phát hiện ra chồng ngoại tình. Những năm gần đây, báo chí Hồng Kông cho hay Trương Mạn Ngọc từ bỏ căn biệt thự triệu đô của mình để dọn về khu nhà ở bình dân. Mọi thu nhập hay chi tiêu đều không còn như trước. Nhan sắc của mỹ nhân đỉnh đám Hồng Kông một thời cũng khiến dân tình phải luyến tiếc khi dấu hiệu lão hóa lộ rõ ràng trên gương mặt.